Dạ Tân xin chào cô chú anh chị đang theo dõi trên kênh Tân nha. Hôm nay là đi chợ sáng thứ bảy ngày 3 tháng 9 cô chú anh chị. Hôm nay tiếp tục đi chợ đầu mối Bình Điền để cập nhật giá cả hải sản chợ đầu mối Bình Điền ngày hôm nay như thế nào nha. Xin mời cô chú anh chị mình cùng đi theo Tân vô chợ đầu mối Bình Điền để dạo một vòng chợ cá lớn nhất Việt Nam để coi bữa nay giá cả hải sản ở đây như thế nào nha. Cái hàng này hôm nay tươi ngon quá trời luôn. Này chắc điện cho dì Sáu xuống lấy hết không? Đồ hệ của bả nè, có nhiêu đồ ngon này bả lấy hết à. Lấy về chợ anh phải gom về chợ anh mà bán. Mấy dừa tất cả các dừa đồ cái biển đồ, có cái đồ ngon là dì Sáu gom về dừa chợ anh lấy hết. Phải Tăng hay dì chợ anh lắm. Dì chợ anh mua đồ cho cô chú anh chị mình có những con cá lạ rồi đó. Đây ở chợ anh có bán. Cái hàng ngon quá trời ngon luôn. Quán xa tươi. Cá này chắc muối chiên ngon hả mấy Hồng ha? Muối chiên chắc ngon phải không? Ngon cá đỏng quá. Cái thịt nhiều nè. Mắc hơn đúng rồi, trăm mấy mà. Trăm mốt, trăm hai mà không ngon sao được. Mua cá... cá bông lau lớn thì hôm nay gì? Gửi về Trà Vinh. Em ơi, giàu ơi, lao 5 kg mấy có không? 5 kg mấy có không? Còn 4 kg mấy. 4 kg mấy rồi. 5 kg hết hả? 5 kg hết rồi. Rồi. À, lấy nhiều không? 2 con hả? Con có. 2 con. Có không? Nhiều ở này nhiều à? Rồi. Mắc hơn cá kia tính 50 ngàn. Mắc hơn cá nhỏ tới 50 ngàn. Hai trăm. Ừ, 195 ngàn. 195 ngàn. Lựa cho anh 2 con 5 kg đi dạo. 2 con cộng cho anh đi. Giờ này sáng gửi đi Trà Vinh. Cá này còn được mấy ngày nữa hết. Không gài lên 3 bữa rồi. Bên này nó hết rồi đó hả? Cá này hầm này hầm gài lên chợ nay 3 ngày 4 ngày rồi cô chú anh chị. Hết cá hết hầm rồi. Mấy tháng rồi đó mới lên lại đó. Hả, người ta giận quá trời luôn, không có. Bây giờ mới lên lại. 2 con đi vào đúng quên nha, chết anh à. Anh nhận rồi đó, gửi cho Trà Vinh đó. À, này có cá sát vô nha. Hôm gà không có, nay có nha, giờ bu nè. Trễ là không có nữa. Cá sát lớn nay nhiêu rồi chị? 190 nè, lên 5 ngàn đó ha. Để coi có ai mua cá sát không? Trời ơi, nay ra lựa tôm luôn. Ghê vậy. Nè. Vinh. 40 mấy 50. Nhiêu? 160. Ghê vậy. Trời ơi, chợ này lên tới 20 ngàn 1 ký. Ghê vậy. Hôm qua lên rồi. Năm chục con. 15 kg á. 155 phải không? Ok, 15 kg đi. 15 kg anh. Nay lên quá trời lên, lễ tới nay lên tới nay luôn hả? Qua nay. Qua nay luôn. Nay lên thôi, lên 10 ngàn mà không bớt 5 ngàn rồi anh ơi, rồi vậy đi. Người chia năm nhau nữa. 50 con, muốn mấy 50 con của anh chị. Nay 160 nha. Tại ngói quá 5 ngàn đó là 155 ngàn. Mày chả mấy này chả không có lên xuống luôn. Chả nay nhiêu ơi chị ơi? Chả nay nhiêu ạ? Tao mua nó bao đời mà mua cá con đâu, chả y á. Nó lên
lên 10.000 hả? Lên 3 hả? Có 2 ký nè. 2 ký. Hai ký nha. Sổ sáng bự nhất luôn, chừa đi, cứ chừa. Lựa đi lát có. Nhiều bán à, xịn web mà biết mà. Để đây không có thì lát cứ bắt chừa đi, 5 ký, 5 con chứ lộn. 5 con. 50 con một con. 5 con. Nhớ chừa nha. Dặn rồi đó, họ bán hết trơn đi. Nè, có quay phim nữa nha. Hai trăm rưỡi chục ngàn giá đó là mềm rồi đó, giá đó là em gái bán mềm rồi đó. 5 con nghe người đẹp. Dặn trước mấy cái hàng đó là dễ hết lắm nên dặn trước hết, cái nào khó mua là mình tranh thủ mình mua trước cho chú anh chị, mua đồ ngon trước bạn hàng nữa. Bạn hàng đi vô rùa hết trơn à. Nó không có gì, cái này từ từ đi. Đi lên dặn kiếm đồ ngon trước. Chà bá luôn, trời ơi cái này nó uống mềm luôn. Hình như có mấy ký à, nay nhiêu vậy chị ta, chị tiền? 3, bữa nay bự vậy đó hả? Để coi ai mấy con. Cá này mắc, cá hồng miếng. Trời ơi, cá này đúng là whip luôn nè, mà lâu lâu mới có rồi chú anh chị. Trời ơi, cá này mắc không sao? Sao rồi? 200. nói chứ hỏi giá nhiều để con điện. 105 để con điện chị này sẽ hay xài cá lạ lắm. Để con điện chị thử chị có xài không. Ôi ôi cá này khoái ăn cá lạ, chị này khoái ăn cá lạ bên quận 2 á. Có cá lạ quay thấy là chị mua. Ôi ôi này cá gọc ngon nè. Chưa xuống màu luôn nè, tươi nè của chú anh chị nè. Đó, nhìn thôi là biết tươi cái nào ha. Nó còn màu ngà ngà, xanh xanh ngà ngà, vàng vàng tươi á. Quá trời đã luôn đó. Cá xịn dữ à. Đó thấy không, nhìn là biết tươi đó, dịch này cũng định thôi. Nhìn cái vẻ bề ngoài thôi là biết nó tươi rồi. Dạ. Bắt cho mình con cá bắp lớn luôn các bạn. Ôi dạ. Bắp. Bắp còn nhiều. Lấy mấy con vậy? Rồi nó lấy ngoài rồi, lấy cho mình con đi. Vô tự xử luôn. Con này chắc là 5 ký mấy à. Của chú anh chị, cái anh này anh dặn cá bá lớn. Con bự nhất đâu mấy ký? Rồi lấy con đi. Này giá nhiều vậy? Hả? Bóp lớn này nè. 140 mấy rồi. Bóp lên 240 mấy, nói 140 mấy. Trời ơi, cá đuối nhưng mà bán cho tôi. Gạt, cá đuối nguội dễ gì tôi lấy dễ vậy anh Hàm đâu rồi. Đây, cái phèn nãy ở trên Vĩnh Thí giờ lên 16 rồi. Bắp lớn này này giá 24 mấy hả? Lớn à. 45 ngàn. Đầu lớn nhiều em ơi. Chị bầu. Đầu lớn nhiều, đầu nhỏ nhiều ạ? Cái đó 108 mà. Ủa cái đèn chớp quá không có vô coi được luôn á. Đầu bữa nay trắng đẹp nè. Nó trắng đẹp mua nên đây nó gần. Yeah.
lấy đầu 108 đi, đầu lỡ lỡ chung chung nó đi, cái tầm khủng, cái tầm khủng. Trời ơi, con 17 kg không à, cái tầm nó không có găng. Cá tầm này không gà nữa, 270 coi nữa anh chị. Ngon quá. Quá coi làm gì? Mua con gì về, có đám giỗ gì mua con này về nấu lẩu thì thôi. Không đụng hàng luôn á. Lấy cái đầu lỡ lỡ đó, đầu 180 á nha. Đèn chớp qua không có đem vô quay được. Con nào con nấy nè, thấy lạ quá, mua về bán chứ không biết cái gì luôn hả? Bạn hàng mua nói chuyện đã, mua không biết cái gì luôn. Cá tầm bữa nay trễ là không có luôn hả? Bây giờ lên xin con không biết có con cá tầm chưa đi. Ừ, mà không có dẫn con anh không dẫn biết nó có đâu. Cháy mới này đầu hôm cháy rồi. Bạn không bán luôn. Bán mình 2 kg phèn bạn. Nãy chảnh ra trên Nhiễm Thí có giờ đẩy xuống đây hết trơn rồi. Phải qua bạn mới bán, càng bán mới được hả? Này làm nóng tính nhiều. Mà bây giờ la gì mà nóng. Vậy. Rồi cái. Này nhiêu em? Hả? 120. 2,4 kg. Chụp lâu lớn này rẻ rồi anh chị ơi, còn có 250 thôi. Đó. Không, cái này xuất kia. Chứ không có tiền vô nói bả gì. 3 kg trả tiền rồi nha. 3 kg hả? Căn này 3 kg trả tiền rồi á. Cái gì làm luôn. Đập nhỏ nhỏ này có 200 ngàn con nhỏ. Tầm khủng không? Quá trời luôn rồi. Ôi đất ơi, đi vô đi cho lính làm đi ra chi cá quẩy nước mình đó chứ. Có cái tầm 3 kg cho con. Có không? Một con, một con thứ hai không có đúng không? Cái tầm để cái nhét nha anh em ơi. Có cô thương con nhất thôi. Cái này không? Vậy sao? Tầm dữ lắm rồi, dành giật luôn. Mà giờ hết rồi. Trời ơi, giờ mua con là ưu tiên. Vậy hả? Bữa nay ưu tiên lắm mới được con đó phải không? Không có không được. Không không không, con có 3 kg thôi. Tại biết cái chợ cá trái rồi, bữa nãy không biết nó lên xin cô cho không mà thôi kệ, có anh này ở quận 1. Chút xíu ảnh mới đặt lần đầu xíu nữa là bị sugana nó không có cá luôn à. Mấy ngày này cái tầm nó ăn mạnh lắm cô chú anh chị. Lễ lọc này, mấy cái này đặc sản mà. Ôi ôi, con nào con nấy thích. Khủng hoảng thiệt chứ. Đó. Quay đi, quay đi. Đó. Sao 3 kg hả? Ờ, con 10 mấy kg, 20 kg luôn. Giờ lấy con như nào? Con 3 kg à, bắt con 3 kg à. Vừa này bán mấy ngày lễ này bán khủng hoảng thiệt chứ. Bán 10 mấy 2 tấn luôn á. Trời ơi. Dạ. Con gì? Cá lăng hả? Trời ơi.
ơi. Cái này về phi lê ra làm gì ta? Nấu lẩu hả? Rồi con này. Ủa cá bự nè. Con này 6-7 kg luôn cô chú anh chị ơi. Lăn đuôi đỏ này thấy vậy chứ cũng ngon lắm nha. Lăn nha nè. Nuôi nhưng mà cũng ngon lắm á. Lớn là ngon nè. Thôi làm cá đi để quay phim hoài, hồi mua không có đồ luôn bây giờ. cá lớn này không gà 270 cô chú anh chị ơi. Bữa nay mới có lên không em ơi, em ơi, cái tầm lớn bữa nay giá nhiều biết không? Không có lên xuống, cái tầm lớn là không có lên xuống, tại cá này khó bán hơn cô chú anh chị. Nó to quá về ta chỉ khứa ra người ta bán thôi, nên cái giá nó không có hút bằng cái nhỏ. Cá lớn bữa nay chắc mắc, là năn nỉ xin được con là mắc lắm á. Chợ này không có mực nang. Ôi không mực nang, mực ống. Bữa nay lễ lọc gì giá cả sao bảy ơi, nói khán giả biết bảy ơi. 300 mà đến 200 cân. Rồi bữa nay lên 10.000 con đúng không? Ok vậy đi cho biết. Hôm gầy là không có lên, nhưng mà hôm nay là 7 báo lên nha cô chú anh chị. Hôm gầy là 208 suốt luôn. Hôm qua 2 tây tháng 9 cũng 208 mà bữa nay vô. Nhưng mà còn lễ mà vô thứ bảy chủ nhật nó lên 10.000 nha. Mực nang bữa nay là xịn sò hết luôn. Đó. Nhìn là thấy độ tươi nó cả nào ha. Có nè, một đống nang luôn, lấy nhóc hết trơn á. Để clip luôn, nó xịn, để cái nang lấy xíu con gà vô cũng làm luôn bảy. Dặn rồi. Nang thì chắc cũng lên 10.000 sao, hổm gà 160 của anh chị. Nhưng mà lên đều hết à. Nè lấy ống thịt này đi, ống này nè, ống này ngon nè. Nó xịn sò nè. Qua dặn âm xấu như. Rồi. Số em nãy tính giá nhiêu ạ? Nãy có giá chưa? Chưa hỏi giá. Đúng rồi. Ốc. Ốc tính giá nhiêu? 28.000. 28 con 28.000 luôn, cái này 25 con cũng có luôn, chúng về đi cũng dẫn sớm lắm á. 25 con hết rồi. Trễ xíu rồi nó hết liền. Giờ bắt 28 đỡ đi. Nó rẻ hơn, nếu mà lọt qua 25 nó tới 320, 330. Nếu mà lọt qua cả 22, dầu 25, 320, 330 phải không? Đúng rồi, 330. 25 con không? Vậy là mua gớt xay xíu mà nó rẻ hơn được mấy chục ngàn. Đâu, xịn sò đâu bảy ơi. Miner luôn không? Đó, mực sống đàng hoàng. Xịn sò luôn cô chú anh chị ạ. Nay là 300.000 nhưng mà bảy bán là cho Tân là 290.000 nha. Cầm cái máy đi quay review rồi cái nọ rồi bia cho dựa rồi nên dựa cũng bán cũng nín nới cho mình. Ưu tiên chút xíu. Bạn hàng thì nhiều lúc mà trái mực á thì là người ta bán cao hơn của chú anh chị. Tại này mình lấy mỗi ngày nên không có lên như bạn hàng được. Tân chấp nhận mua những cái con mực gì thà nó mắc hơn 20-30 ngàn thì vẫn người ta vẫn mua, tại vì mua hàng chất lượng vậy nè cô chú anh chị, bỏ tiền ra ăn á người ta không có tiếc tiền, chứ không phải là con mực kia nó cũng trắng nhưng mà nó rẻ hơn nhưng người ta không có mua đó. Cô chú anh chị nào thích á, thì giá cả thấy hợp lý rồi cứ mua, Tân mua giùm cho, chứ còn dạng như phân bì giá sâu ta bán rẻ hơn 20-30 không mua là không phải, tùy theo chất lượng của mực. Tân quay thì mua mực nào thì giao mực đó chứ không có xào rẻ gì trong đó của chú anh chị. Nếu tin tưởng thì mua, còn không tin tưởng thì cũng đừng có đánh giá tiêu cực đó. Chứ mấy con mực kia thì nó ngâm bị phồng da lên của chú anh chị, con mực cái nó bị dày lên đó là nó bị nở rồi, nở nước nó vô nó nở mực rồi, nó rẻ hơn tầm 20.000 ký nhưng mà cũng vẫn trắng.
đó. Nhưng mà Tân không có mua bé mực đó, mua tại cô chú xem trên kênh của Tân toàn là ta ăn hàng xịn hàng VIP không mà ta chấp nhận bỏ tiền ra ta mua đồ vậy mà biết cao cao thì cao chứ mà mình không ngán tiền, người ta ăn được con mực chất lượng đó. Lại lấy cá nâu của em gái để hộ quên bán hết luôn. Dặn mấy hàng không có mua, chỉ là đi đầu hôm để dặn cô chú anh chị. Đầu hôm lúc nào cũng mua loại hàng loại một không á. Còn đi mà cuối hôm rồi hỏi sao nó rẻ nhưng mà nó không chất lượng bằng. Bữa nào đồ ế thiệt mà nhiều á thì cái đồ chất lượng tới sáng nó mới còn. Đây. Cá nâu để chổng cho gái đẹp. Rồi thì vô. Ưu tiên nữa không, chờ mới mua phải câu mối nữa rồi. Chi mấy gì ạ? Cá nâu chị vào. Trời ơi giấu kỹ ghê vậy đó hả? Trời ơi đậy lên, đậy nắp lại luôn nữa kìa. Chủ tốt bụng quá. Căng nữa. Căng căng giờ cho chị. Quên rồi căng lại. Cá rô biển nè. Ô, cá rô biển này ghẻ ghẻ hổm bữa mới quay nè. 4 kg. Đó, hàng phiệm mà ship whip nè. 5 con. 5 con 4 kg. Rồi, lươn nuôi coi chú anh chị ơi. Lươn nuôi nha. Thôi có lươn đĩa nữa nè. Lươn gà. Mấy lươn này là nhiêu ký? 115. Trời ơi, lươn nhỏ nhỏ vậy thấy vậy chứ chiên giòn ngon. Không nói thiệt, chiên giòn ngon lắm, ngon cực kỳ ngon luôn. Nói chứ lươn người ta để về cho gà rồi ăn phóng xanh. Đó, lươn này nè, nuôi lại không biết nó lớn không biết. Lươn này mua lươn xịn của anh chị. Lươn này là lươn nuôi đất nên nó vàng vậy nè. Nói bán nhiêu, nó bán nhiêu em? 160. Đó. Nè nhìn nó vàng đó ông, lươn này lươn nuôi đất chứ không phải là lươn mà nuôi dạng như ống nhựa rồi với lại mấy cái dây bẹ của chú anh chị. Rồi nó không có ngon bằng. Nó không có ngon bằng nha, lươn là nuôi mà bỏ đất cho mình nuôi á. Lấy lửa này 5 kg. 5 kg làm luôn không biết nữa trời. Có làm không trời, làm không lấy ăn luôn á, hổm ăn hết 3 kg lương ruộng rồi đó. giao quán rồi xong rồi cái người ta để sống mà ta quên cái lính đem đi làm luôn, rồi đem về ăn 3 kg lương luôn. Nên cô chú anh chị mình á có mua đồ tăng thì cái nào làm thì nói làm ha, còn không làm thì nói không làm, nhắn vô cho tăng rõ để tăng biết. Thế thì nhiều khi làm lỡ là chết ăn luôn, thằng đem về ăn không á. Lươn này nó vàng ngon, nó chắc thịt hơn cái con lươn mà nuôi dây bè với lại mấy cái ống á cô chú anh chị. Tại nuôi với bùn đất thì lúc nào con lươn nó khỏe hơn á, nó phải chen lắng ở trong bùn trong đất nên cái thịt nó chắc hơn. Còn mấy con lươn kia nó rảnh rỗi quá nằm ngoài nó bơi giống như cá vậy đó, nó không có chắc thịt bằng nó vậy đó. Giờ cho anh chú Quân nói mình nghĩ lấy ổng như sao vậy? Ai quen biết gì đâu cười. Bán mắt quá nghỉ chơi. Trời ơi tao bán rẻ quá trời luôn rồi, bán tính tôi bán rẻ mua. Thôi bữa nay là chia tay, đừng có đến, đừng có nắm tay nhau nữa nha. Chia tay. Đây tao bán trăm ngàn. Cái gì? Tao bán gì đó. Kìa tôm đầy dân chợ rồi. Ở đây tao hết rồi. Hết đâu? Sẵn cái này ra là 30 giây. Hết vậy bán đi nghỉ. Bữa nay chia tay à, không có mua à. Có mua không? Không à. Chắc không? Thiệt không? Thiệt đi à. Đi thiệt á. Quay ổng luôn. Nói chứ đi vô luôn cuộn lát thì ra dặn tôm mỏng rồi.
do mua lưng đồ đồng trước vô vừa này là chứ vừa này bán đồ đồng coi có chưa có lương cho anh vậy à để em cộng cái có hết 130 còn cục rồi khỏe luôn hết luôn hả à? Lấy lòng mà hết sớm ta chết xa rồi để kiếm lên ít đồng à. Cá linh, cá linh đây, ai yêu cầu cá linh thì có cá linh. Cá linh dài giá nhiêu em? 110. Cá linh non về kho với lại chấm bông súng kho lạc à. Thôi cá leo cũng gà hết mùa, lâu lâu nửa tháng tháng có được con quay, không biết chừng nào khách có ăn nữa. Hết mùa rồi qua đây không biết còn ớt không. Hello người đẹp. Còn ớt không ông chủ? Có 130 còn không? Còn ớt vô mà ớt 130 hết hả? Ớt 130 còn mấy ký đó. Ừ mấy ký được. Ừ quay hát lát. Bà chị hát lát nè. Chị nắm chùm khâu không chữa. Đi vô chứ làm sao mà bỏ chú Quân được. Bỏ chú Quân được cô chú anh chị buồn à. Không có ai cho anh không có trơn á. Nói chứ ổng bán nhiều ổng bán chứ ổng mối mang mà. Không bỏ ổng được, nói chung là ta dẫn thì có chứ mối mà. Đúng không chú Quân? Nói vậy sao sao bỏ chú được. Trời ơi, tao bán rẻ muốn chết luôn, tao bán mắt đâu. Tao mà đi tao cũng không rẻ. Bán rẻ nhất luôn, nhất chợ luôn hả? Bán riết mà tiền quá trời luôn, ăn không dám ăn nữa. Ăn là mình đừng có đề thôi, là đâu có cần giàu. Làm gì vậy? Nó có để bữa nay tôm tôm lớn mắc không? Bán giá chết vậy, không lên xuống vậy? Giờ bán 500 đi, đây bán 500, lẻ bán 500 đi. 12 nhiêu chú Quân? 12. Còn sao không? Còn sao sao 15 đi đấy, sao 15 đi cho nó rẻ. Mười ký xào đi. Xào đi lấy mười xào 15.000 á. 10 ký rồi nhiêu giấy đồng vậy đó không? Tối dặn anh làm á nhưng mà hỏi giá ông thôi. Nhưng bây giờ dặn thêm 3 ký tôm lớn nữa nè. Còn cô nào nấy bằng nhau nấy, ủa sao nhà lâu luôn. Thấy ghê à. Ờ, cô nào nấy vừa bụng ghê. Nè. Ôi da. Rồi nó dữ. Con này nó kẹp cô chú anh chị từ từ nha, chứ mà nhát nhát giật ra là tét thịt á. Tại nó kẹp nó bấm vô thôi chứ rồi giật cái là tét thịt, tại cái càng đó nè. Đó, nhọn quá kìa đó. Giống như cái kìm vậy đó. Nó kẹp thì cứ bình tĩnh nha, giật mình cái giật giật ra cái là tét không lằn liền á. Trời ơi con nào con nấy nó bự nè. Tôm này ăn thì thôi cái đầu nó béo. Sú mà 15 con thì cũng 400 mấy rồi, còn cái này có 4-5 con thôi. Con này ăn nó hình như là nó già cho nên nó thịt nó cũng gần giống như là tôm thiên nhiên cô chú anh chị, tại nó tôm hai mùa hai vụ. Ôi trời con này bự. Rồi. Trời ơi con tôm đã. Đó. Vậy nè. Tôm này là cả 4 con tí à. Rồi. Chị đẹp nên mua chim chị đẹp quá nên mua chim chị nè, chim kia không có đẹp. Đó, chim chị bán đẹp quá, lấy 5 kg chim này nhiêu ạ? Nhiêu chị lựa em bự bự đi. 135. Cái mắc hơn 5.000 được hết. Cá lưỡi trâu xịn vip luôn. Vip luôn hả? Nhiêu ạ? Ừ này cũng đâu bự không đâu. Giòn giòn. Này gửi đi Bình Dương đi, trên 6 rồi lấy kia. Này không bự. Mà nó đẹp anh ơi, giờ chợ không có cá lưỡi trâu. Lấy 5 kg rồi lấy 10 con.
5 kg, lưỡi trâu 5 kg. Trâu có nhiều đó lắm luôn này. Nhiều cỡ mấy ký? Cái đồng dạng đâu. Còn 6 kg 1. Tại cho đi Mỹ luôn, đi luôn. Cá đẹp. Cho đi Bình Dương bán nước tương luôn, cá đẹp anh ơi, nhưng mà tại chợ bữa nay không có cá lớn nha, cá này xịn sò rồi, vip lắm rồi. Lấy luôn, chơi luôn. Cho lên YouTube luôn. Đổ nó vô bọc cho anh đi. 6 kg 1 cái lưỡi nè. Chim còn nữa nha. Chim đẹp là mua à. Chim đẹp quá, chim bự quá. Con dẫn đây 5 kg. Anh lấy nữa. Cái bùa ấy cũ. Nhắc hả? Đi mua mấy cái đồ khó mua trước, mấy cái đồ này lễ nó không có hút cho nên không có cần mua sớm. Bây giờ ra làm nè, cái nục bông hôm nay nhiêu hả? Đẹp quá hả? Trời ơi, cá này xịn nha. Xịn hơn mỗi ngày nha cô chú anh chị. Này nhiêu? Nhiêu? Hỏi giá bao nhiêu đi quát người ta hoài à. 45 nữa hả? Nhậu dữ lắm sao ra nằm chè queo mãi vậy trời. Cá cơm này nhiêu? Chưa từ từ đến coi. 85k. Cơm biển. Rồi 45.000 chưa để coi mấy con cá này bị hứa rồi nè. Nước gà thì chợ nó không có lên bạc má béo, nó hết nước rồi cô chú anh chị ơi, thì ăn má xanh đi, má xanh cũng tươi ngon lắm luôn. Bá luôn đi. Bá luôn. Có 70.000 à. Lấy má xanh này chiên nó ăn nữa cũng béo thôi. Chiên có dầu nó béo hết à. Cá này nó cũng ngon lắm cô chú anh chị. À. 70.000 bữa nay bự chà bá luôn, cá này 6 con 1 kg à. 4 kg đó mấy kg? Cái này mấy ký? 5 kg. Là 2/5 á hả? Ừ. Rồi phần 4 nữa đi. Quá tươi luôn. Rồi, đi chợ ốc cô chú anh chị ơi. Chuyến sờ lụa mấy nay. 2-3 bữa nay hút hàng quá. Giờ đi dạo vòng nãy giờ chưa thấy sà lụa đó, không biết nay mua được không đây. Hôm qua thì gặp cái anh kia bán cũng rẻ. Bán có 50.000 à, hôm bữa 35.000 ngày hôm qua. Hôm qua tới 50.000. Đó. Chợ ốc mấy ngày nay chợ nó hút lên giá mấy chục ngàn không à. Đó. Quá chợ ốc luôn mà lên giá thì vẫn lên. Chứ ngày thường thì ốc nhiều như vậy là nó sẽ rẻ. Bầu ốc len chứ. Ốc len qua lên 140, bữa nay ăn nhiều quá. Ốc len, ông chủ ơi. Gì ông chủ? Hôm nay có len lớn không? Hả? Hôm nay có len lớn không? Có lớn đèn cũng được rồi cho. Đèn lửa đỏ, đèn thái á. Nay giá nhiêu ạ? 140, nay lên 10.000 của chú anh chị ạ. Để rồi, để coi mấy ký bấm giùm nha. Bấm sớm giùm đóng hàng sớm nha. Để coi 4-5 kg thì không biết, để coi. Sao lông nó lông nhung cái gì anh Toàn? Hả? Không, hồi nào có sạp hơn. Lông này lông mập á. 200 mấy 200 chín hơn. 200 lông này lông bao mập. Còn ba cái lông tàu hết rồi. Thôi em kiếm xà lông bự hơn nữa, ông đòi ăn bự. Bự hơn tới 2 mấy. Dạ, thấy bự. Mập này mập. Cái xà lông này luộc nó không teo phải không? Còn xà lông kia nó bự con nhưng mà luộc nó teo. Nhầm người không biết nhìn cái mã. Nhầm cái loại này, loại lông nhung á, lông nhung 200 mấy á, cái mấy lông đó đó. Có gì vậy? Trời ơi con dẹo này đầy chợ. Không, mua càng ghẹ. Cái gì? Không, nào có hơn. Má ơi. Càng ghẹ nhiêu ạ?
không? Chàng ta mới tên gì anh bảy? Hai ký. Hai ký chứ ơi. Ba trăm mấy? 34 nè. Đang còn không? Nó có nhiêu đây rồi? Bên đây còn nhiêu hả? Trời đất. Tới ra 30 ký rồi. Trời ơi. Mua mấy ký lận? Đàn này nhỏ vậy? Đâu? Đâu có nhỏ đâu, nó cũng không có. Nó chân không có lớn mà ngày qua thì bán cho 30 ký. Nhưng mà mới sẽ nè. Mới sẽ nè. Con nào con nhỏ nào đâu ta? Này nhiêu? Cái này nè. Nhiều hơn nhỏ là hôm nay về lễ như ốc đắng rồi đó. Bự lắm nè. Này chắc 180 con quá. Nó từ 250 đến 23 đó. Mấy ký. Lấy cho 2 ký đi. 2 ký à? Ừ, 2 ký thôi. Hôm nay không có hơn màu kia. Thôi, muốn ăn con nhỏ, con hơn nhỏ. Cũng giòn mềm. Lụa bên đây này có không biết bán nhiều bán chắc mắc. Lụa nay nhiêu anh trai? Trời 60 ngày sao giao nổi. Mùa qua mua 50 nay 60 rồi. Để đi xuống cái anh quen quen hôm qua rồi anh bán rẻ không? Bá luôn á hả? Chào bá bên đó đó hả? Thôi bây giờ lụa vàng nó không có mắc quá giờ tăng thay đổi lụa này của chú chị. Lụa này nó mạnh hơn. Đâu trời. Lụa này về cô chú anh chị mình lấy rau thơm á, mình xào với rau thơm hoặc là rau găm ngon lắm nha. Nó ăn ngọt hơn con nghêu nữa. Ngọt lắm, ăn là ghiền luôn á. Ăn hồi là miệng cứ là ăn liên tục. Ngon. Thôi lấy lụa này đi. Lụa này rẻ luôn. Giá đó luôn á ha chị. Để em coi nhiêu ký làm còn nhiều không? Hai chị em tôi có nhiêu đó đó, tội nhiêu đó đó. À, giá mắc quá đâu có lên nhiều không? Cái lụa này. Đi. Gai nó cũng bằng con lụa bóng cái này là tới 60 ngàn. Thôi lấy cái lụa này ăn đi. Quá. Ấy. Đã bả luôn. À. 300 mấy ngàn ký. Thì nó mập không ta? Nó nặng không ta? Sao quét? Bớt không? Cái này giá về hay là có bớt nữa không? Này nướng luôn á chứ bự quá trời bự rồi. Thế nhỏ đó. Ý này ý nói con này là nướng luôn á chứ là này bớt không lấy 4 ký hả? Bớt rồi bà, 32. 32 hả? Lấy em 4 ký đi. Mới 10 ngàn. Xúc 4 ký rồi anh. Này là con sò Campuchia đúng không? Sò Campuchia, sò Cà Mau ít có bự lắm. Ít có bự lắm. Nó bự cả Cà Mau, cả trong đó là bự rồi đó. Cả loại 280 trong đó, đó là bán 300 mấy phải không? 331. Móng tay à. Nhau 45 ngàn móng nào đâu. Bự cho bá lửa luôn. 45 ngàn. 45 ngàn cô chú anh chị. Con này ăn thịt rất là ngọt. Mà về làm hơi bị cực. Về mình phải nặng bụng mới ra. Xào xả ớt. Xong rồi xả ớt. Xong rồi tóp mỡ bỏ vô. Làm vừa mặn cay cay. Rồi ăn nó ngon hơn thịt gà luôn cô chú anh chị. Mà làm hơi cực xíu thôi. Để coi nhiêu ký người đẹp ơi. Thằng này 50 nè. Hả? Thằng này thì 50 nè. Cái này 50 hả? Ừ. Lớn hơn không? Lớn hơn nhiều. Nhiều luôn không? Con này là con bằng cánh trái đó. Mày lấy 50 để thêm 5 ngàn nó ăn cho nó bự cho nó ngon. Chưa có cộng được. Cộng cái. Rồi sò mai. Quá xá mập luôn cô chú anh chị ơi. Lửa đi. Lựa khoảng 7 ký. Khoảng 7 ký. Lát qua cân nha. Xíu qua cân.
bịch 5 bịch 2 đó được, con mập chàng chàng đít vậy nè. Được con nào nặng chàng chàng đít đó. Thì cái để đi một xíu một căn cái con này nè cô chú anh chị mình cả nào nó cũng phải mất ký cô chú anh chị, tăng mua là để một hồi cho nó gáo nước rồi đó. Nhưng mà chở qua cô chú anh chị nó cũng sẽ nhả nước ra, sẽ mất ký nha, chứ đừng có nói sao. Tại vì con mấy con này là bây giờ dựa nó mua con, nó cũng mua ở dưới là thí dụ con mười mấy ngàn vậy đó, rồi lên tại nó ngâm nước nữa bán vậy nè. Nhưng mà mình mua nó bán 105 ngàn bữa nay, chỗ này nó bán rẻ thôi chứ mấy chỗ kia nó bán tới 101, 102 từ chỗ. Lượng cái con chàng đít ra anh ba lấy gì biết bảy kia ai trả đi. Tại ấm gà không có quay con sòng ai. Lượng nào mập lúc ngoài á lấy nha, nó đi mua đồ lựa xong rồi để đó nha anh ba. Mập lúc chàng 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 đít ra ngoài, lúa đít ngoài là mập. Để đi đây cũng căng sớm hồi mất tí nha, để đi qua xíu qua căng. Giờ lo qua mua lụa cho anh này, anh nhắn tin trễ. Hôm bữa nay cũng ít đơn nên mua cho anh được. Qua, qua xa ốc. Ôi ơi, bào ngư đông lạnh cô chú anh chị. Hàn Quốc đâu có đâu giá này. Quá rẻ luôn, cái này đông lạnh nha. Tân nói là cái nào rẻ thì cô chú anh chị nào có ăn cái giá tiền thì vừa túi tiền mình thì với lại mình ăn được thì mình mua nha. Cái này 200 ngàn một bịch, 200 ngàn bịch giờ 200 nè. Trời đất ơi, 9 con bịch được 9 con nha, 200 ngàn à. Bầu ngư đông lạnh, hàng này hàng đông lạnh về nghe cô chú anh chị, chứ không phải là hàng sống hôm qua Tân mua tới 1 triệu mấy chục quá một có gì đó. Này không biết nước nào nhập về nữa, 200 ngàn bạch tờ đó, giá rẻ, giá tiền rẻ, bầu ngư giá rẻ luôn. Có cơ hội để ăn biết con bầu ngư. Giờ để kiếm con sò lông xịn nè, sò lông xịn cho anh chưa có nữa nè. Sò lông cái còi đẹp bữa nay thấy đâu có chừng chết rồi. Còi đẹp bữa nay chứ không có luôn quá. Có hên quá, bên chợ bển hết rồi, ở đây còn thùng. Chị ơi, nhiêu vậy? Nhiêu một hộp 1 ký ha. Rồi mình đi sao giá cao rồi à? Dạ 22 được không, 22 được không, 220 được không? Hôm nay bán cao hơn bển luôn anh chị, bữa nay bển cháy chợ rồi. Rồi mắt mua mắt cái này còi bự hơn, còi lớn hơn, để coi mấy ký 230 luôn. Mai chả không còn con còi đẹp luôn. Lớn nè, này nhiêu anh? Lớn đó 270 đó. Nhiêu? 170 hả? Lớn rồi. Có cái này không có sò lông nhung ta. Lông nhung á, lông nhung 240 hết hàng rồi, giờ còn nước này không mà. 270 luôn. Mua lông nhung cũng được. Lấy đều đều con cho em đi. 4 ký đi. Xịn xịn đi. Lấy một bự xịn xịn đều đều con được, nó con bự con nhỏ quá nó. Thì giờ anh lấy cỡ nào đang em lựa đều xoay cho. Nè, đều đều vậy đó. Rồi, mấy ký? 4 ký đi chị. Mấy ký anh? 4 ký. Ốc thế này rẻ không anh? Ốc thế đó 250. Thế về mất dữ rồi. Thế sống luôn. Thế sống mà chứ đâu phải ba cái vịt má đâu. Thế làm gì ăn ta? Nướng. Nướng hả? Nướng ngon lắm luôn á. Nướng mấy... luộc gì cũng ngon chứ, tại vì cái đít nó béo lắm. Vậy hả? Ừ. Mà không giờ chưa có ăn không biết. Ăn là chủ yếu ăn cái đít béo hả? Dạ, đít béo. Bu rồi ơi. Có bu Đồng Tháp không? Không có bu Đồng Tháp anh. Không anh, bu Đồng Tháp nó nhỏ lắm. Ừ, xài bu Đồng Tháp. Đây, bên này có Đồng Tháp này. Nhỏ mà 60. Đúng rồi. Nó mập hơn, bu này bu Campuchia nhìn là biết liền. Phúc giá nhiều. Phúc em đang giá nhiều. Đẹp ơi, cá khúc. Phúc có cá khúc. Yeah.
230 hả? Chắc đi, cao cao cá ngon được rồi. Tại em mua khúc giữa bỏ đầu qua luôn mà. Mấy ký vậy? Quá xịn sò. Mấy ký vậy? Hỏi thằng bé ghi sổ chổng kìa. Hai ký. Dư được mà đúng không? Cá xanh lè luôn ha. Dư được mà đúng không? Như mấy lạng đâu có nhầm gì. Dư ký không? Dư 3 lạng không? Dư 3 ký luôn á. Cả 2 ký 3 ký rưỡi luôn. Đợi đi. Hết cua luôn hả? Đủ luôn. Không đủ luôn hả? Đang chia mối. Từ vài ký. Chia cho bạn mấy ký. Đủ đủ không? Được mấy ký? Để lựa ra hết rồi mới biết được. Bữa nay tính giá nhiêu hả? Mới biết đâu mà chủ à. Trời ơi, cô nhỏ của bạn bán mà. Thôi. Cô nhỏ này bạn bán mà. Bữa nay tại vợ cho giá. Vậy hả? Cho giá không có mua đâu. Cua này lên giá nhiều em, cua đó đó. 6-7 con, 5-6 á. 221 mà lên quá xá lên. Thảm 8. Trời ơi, cua trái cua rồi. Cái này dây gì, cua này là 300 nè. Trời ơi, lên mấy chục ngàn. Lên à. Không có cua luôn, phải đi chia giờ này em có chứ, vòng vòng hết rồi đó. 5-60 tí. Lên 5-60 ngàn chứ không? À. Lên 5-60 ngàn luôn. À. Mà không có cua nữa. Bữa nay về coi mấy người kiểm có tháo dây nữa không? Tháo ra không biết có bị kẹp không? Kiểm cua mà tháo dây ra hết trơn, tè ra hết trơn luôn. Bữa ship ra ngoài cái đè cắt dây ra hết trơn luôn, bỏ vô cái thùng mót nữa, lát không biết sao bắt vô nữa. Cắt ra hết trơn luôn, bỏ tay luôn, tháo ra hết trơn, không biết có thọc tay vô có bị kẹp không nữa. Kẹp không biết bắt cái kẹp à. Sạch sẽ rồi. Chợ hôm nay giác sáng thì nó không có bằng giác sáng hôm qua của chú anh chị đó, nó không bằng giác sáng hôm qua, nhưng mà bạn hàng sĩ ở tỉnh lên lấy nhiều á, tối thì bán nhiều lắm, bạn hàng sĩ lấy nhiều hơn bạn hàng lẻ. Bữa nay bạn hàng lẻ hôm qua nó đi ùng ùng, bữa nay nó bảo bán hế hay sao, nay thấy đi ít lại à. Tại vì mấy cái lễ này thì mấy cái người ta đi về quê hết rồi, trên đây cũng còn ít nên nó bán cũng chậm á, giờ qua ùng ùng kéo nhau đi mua, giờ bộ hôm nay ít lại à. Giờ này ế tôm chấu nè, tôm gạch nè, nhóc luôn hả? Ôi nãy không nói em mua, nó có gạch em mua mấy ký em gửi qua bên kia rồi. Đi đâu? Nhóc luôn. Lựa mấy ký về ăn ai? Trời ơi. Tôm gạch này lâu lâu mới có cô chú anh chị ơi, chứ không phải có mỗi ngày bắt đặt cũng không có nha. À. Được mấy con kêu lựa gì? Tôm này bữa nay nhiêu à anh? Cũng 101 hả? Lựa quá trời à hả? Lựa hết rồi, đâu có hay đâu, hay em mua 4-5 ký rồi. Để lựa tắt điện thoại, tăng lựa mới rồi, về ăn á. Rồi hôm nay đang quay đến đây thì xin kết thúc clip của chú anh chị ơi. Cô chú anh chị mình xem, nếu có thích kênh thì nhớ bấm cho Tăng một like với một lượt đăng ký nha. Để mình theo dõi những video tiếp theo Tăng đăng mỗi ngày để cập nhật giá chợ hàng ngày luôn. Đó, để cho cô chú anh chị mình tham khảo như là cái nọ để mình mua đồ ha. Cứ theo dõi kênh là Tăng sẽ đăng mỗi ngày. Và bây giờ Tân xin phép dừng video để đi về giao đồ.